Công nhận trước đây sao tự nhiên át để lọt cái chuyện này, thấy hay ấy chứ. Trước đây thấy cái tên tựa đề đọc thấy cái chán đời sao đâu, nhưng mà đọc qua mà mười mấy chương thấy hay. Tiên đế trọng sinh, tập 6. Hoa Thời Mạc lễ độ cung kính nói: sau này ở Đại học Kinh Tử, ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lần trước khi tôi sàn phẳng trường học, bị chôn ở dưới đống xà bần xây dựng, tôi đoán chắc là có người muốn hại tôi. Bây giờ tôi vẫn đang che giấu tài năng, là vì muốn vạch trần kẻ chủ mưu đứng phía sau. Sau đó thì tôi sẽ không đến Đại học Kinh Tử học nữa đâu. Tô Thương thản nhiên nói ra: những ngày này chuyện của trường học thì ông thay tôi xử lý đi. Tôi hiểu rồi. Tô Thương gật đầu, sau đó chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng. Thì lúc đó Hoa Thanh Đại mang tất đen bước vào, cau mày nói: ông nội, sao ông lại nói chuyện với cái tên đại thiếu gia công tử bột đó lâu quá như vậy? Thanh Đại: đừng anh nói linh tinh, ai là đại thiếu gia công tử bột chứ? Hoa Thời Mạc trầm giọng nói: cậu ta đó. Hoa Thanh Đại chỉ vào Tô Thương, vẻ mặt đầy ghét ghét bỏ: ở Giang Bắc có ai là không biết đến mỹ danh Tô đại thiếu gia cơ chứ? Ông nội à, con thật sự không hiểu nổi tại sao ông lại đặc biệt nhận anh ta vào trường đại học kinh tử này chứ. Hỗn xược! Trong lòng Hoa Thời Mạc có chút kích động nên nhất thời to tiếng trách mắng. Nhưng mà ngay sau đó ông ta thấy Tô Thương đang nhìn mình nên ông ta lập tức phản ứng trở lại, vì sư phụ không muốn để cho người khác biết thực lực của ngài ấy. Thế nên Hoa Thời Mạc thản nhiên nói: Thanh Đại, đừng xem thường bất kỳ học sinh nào. Về mặt y thuật thì Tô đại thiếu gia thật sự có khả năng thiên phú đó. Cậu ta sao? Thiên phú sao? Hoa Thanh Đại khoanh hai tay lại, cười khinh thường nói: ha, còn chỉ sợ thiên phú của cậu ta chỉ là để ngủ với gái đó. Cô Thanh Đại, cô sao lại đến chuyện này mà cũng biết chứ? Lẽ nào cô cũng đã từng trải qua hay sao? Tô Thương bị giễu cợt liên tục như thế thì không nhịn được nên bắt đầu phản kháng lại, vì thế cười đùa nói: tôi thực sự là đã ngủ cùng rất nhiều con gái, hơn nữa họ đều rất rất xinh đẹp, nhưng mà tôi bị bệnh mù mặt người, thực sự không biết trong đó có cô hay không. Tô Thương, cậu... Hoa Thanh Đại bỗng nhiên thẹn quá hóa giận: không, không có, không có. Thế hả? Thế tại sao nhìn cô có vẻ tức giận như thế nhỉ? Lẽ nào cô tha thiết được tôi chiều chuộng đến thế sao? Chỉ vì trong số đó không có cô mà làm cho cô thẹn quá hóa giận tới cỡ đó luôn rồi hả? Tô Thương thở dài một hơi, sau đó oai phong lẫm liệt nói: con người tôi mặc dù nhân phẩm không tốt, nhưng tôi thích giúp đỡ người khác đạt được ước mơ của họ. Nhìn thấy những giấc mộng đẹp đó của con gái trở thành sự thực, trên mặt họ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô Thanh Đại, cô cũng đừng có đau buồn khổ sở như thế nữa. Thôi thì thế này đi, cô cứ chọn thời gian, tôi sẽ miễn cưỡng giúp cô thực hiện ước mơ của cô vậy. Tô Thương vẫn đang thở dài, ra vẻ như không tình nguyện cho lắm. À, Tô Thương, cái đồ vô liêm sỉ! Hoa Thanh Đại tức điên lên, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thương: ông nội, ông xem ông đã thu nhận cái thứ gì vào đây này, tức chết con rồi. Con đề nghị ông phải lập tức đuổi hắn ra khỏi Đại học Kinh Lăng. Được rồi, Thanh Đại, con bớt tức giận đi. Con là giáo viên hướng dẫn lớp 3, khi đối diện với những vấn đề của sinh viên thì con phải có lòng bao dung chứ. Hoa Thời Mạc vội vàng giảng hòa chuyển chủ đề: bây giờ không phải là lờ giờ lên lớp hay sao? Con nhanh vào lớp đi. Cứ đợi đó, tôi sẽ trừng trị cậu. Hoa Thanh Đại căm hận nhìn chằm chằm Tô Thương lạnh lùng nói: đi, đi theo tôi vào lớp học. Cái đó, cô Thanh Đại, tôi có việc nên xin nghỉ rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói: xin nghỉ sao? Đi học ngày đầu tiên thì đã xin nghỉ rồi sao? Hoa Thanh Đại nhíu mày nói. Hoa Thời Mạc giải thích: Thanh Đại, ông đã đồng ý rồi, Tô Thương có việc gấp cần phải đi xử lý. Nếu đã như thế thì tôi đi trước đây, ngày mai đừng có đến muộn đó. Nếu không thì tôi sẽ cho cậu một ván màu sắc cho cậu xem, để cậu biết tôi đậm nhạt như thế nào. Hoa Thanh Đại dữ dằn uy hiếp: không cần đợi đến ngày mai đâu, tôi đã nhìn thấy rồi, màu vàng nhạt. Tô Thương tiếp tục nghiêm mặt nói: hơn nữa còn rất lợi hại, thâm sâu khó lường, tôi đã bắt đầu thấy sợ rồi đó. Cậu, cậu nói cái gì? Hoa Thanh Đại khẽ nhíu mày, vừa nghĩ đến màu sắc chiếc quần nhỏ của mình, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc bỗng nhìn đỏ bừng lên, tức chịu không nổi: Tô Thương, tôi phải bóp chết cậu, vì tôn trọng nên tôi chuồn trước đây. Tô Thương thấy thế nên vội vàng cắm đầu chạy ra khỏi văn phòng.
Tô Thanh Đại nhìn thấy Tô Thương rời đi, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, nghiến răng nói: "Ông nội, ông xem cái tên khốn nạn này có chút gì là giống sinh viên không cơ chứ? Bất cứ lời gì cũng có thể thốt ra được. Sao ông lại có thể đánh giá cao cái thứ rác rưởi này cơ chứ?" Thanh Đại. Hoa Thời Mạc chuyển chủ đề: "Con không thể tự cho mình là cao thượng, mà nhiều đàn ông ưu tú như thế con cũng coi thường. Đừng trách ông nội không nhắc nhở con. Con năm nay đã 28 tuổi rồi đó, mà vẫn chưa từng yêu ai. Giờ cũng đã đến lúc con nên tìm bạn trai rồi đó. Con nên đi tìm hiểu kỹ hơn về người khác giới đi. Đừng nên chỉ vì mới tiếp xúc mà đã đánh giá toàn bộ con người bọn họ." Nhắc đến việc này, Hoa Thanh Đại càng cố chấp nói ra: "Mắt con nhìn người rất chuẩn, là tốt hay xấu thì con chỉ cần liếc qua một chút là biết được rồi. Cái tên Tô Đại Thiếu Gia này chắc chắn là loại cặn bã nhất trong những người cặn bã, suy đồi nhất trong những kẻ suy đồi. Thế trong mắt của con, có người đàn ông nào tốt hay không?" "Tất nhiên là có rồi." Thanh Hoa Thanh Đại lập tức ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói: "Chính là anh Nạp Lan." "Nạp Lan Minh Triết sao?" Hoa Thời Mạc nhìn cháu gái mình một lúc, sau đó khẽ cười nói: "Con hôm nay trang điểm như thế, lại còn mặc đẹp thế này, có phải là vì buổi trưa đến nhà Nạp Lan ăn cơm phải không?" "Dạ." Nhắc đến Nạp Lan Minh Triết, Hoa Thanh Đại càng tỏ vẻ ngại ngùng. Nạp Lan Minh Triết cũng tốt, tuổi này thì thuộc kiểu người chín chắn, nhìn xa trông rộng, giữ mình trong sạch. Cậu ta được cho là đệ nhất công tử Giang Bắc, có thể sẽ tiếp quản nhà Nạp Lan, còn tiếp xúc nhiều với cậu ta cũng rất tốt. Hoa Thời Mạc nhắc nhở: "Nhưng những cô gái ở Giang Bắc thích Nạp Lan Minh Triết rất nhiều, cơ hội của con cũng mong manh lắm đó." "Con biết rồi, việc này cũng không cần đến ông quan tâm." Khuôn mặt Hoa Thanh Đại đỏ ửng, sau đó không nhịn được nói ra: "Ông nội, ông bình thường rất ít khi đồng ý cho người khác nghỉ phép mà. Còn nhớ ông từng nói, học tập là việc suốt đời, không có việc gì quan trọng hơn việc học." Hoa Thanh Đại tò mò hỏi: "Rốt cục Tô Thương muốn đi làm việc gì mà lại có thể khiến ông đồng ý cho nghỉ phép như thế chứ?" "Việc này cậu ấy vừa mới nghe điện thoại, có người hẹn cậu ấy đi đấu chó, rất gấp đó." Hoa Thờ Mạc có chút lúng túng: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu ấy chỉ là đi đấu chó thôi." "What? Đấu chó sao?" Hoa Thanh Đại lấy lại tinh thần, lập tức nổi khùng: "Ông nội, lần trước có một sinh viên xin nghỉ để đi cắt ruột thừa, ông đã từ chối, nói ruột thừa cắt lúc nào cũng được. Nhưng việc học thì không thể chậm trễ được. Bây giờ Tô Thương xin nghỉ để đi đấu chó, thế mà ông lại đồng ý." "Đồng ý rồi đó, ông có còn nguyên tắc hay không thế?" ông mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Thanh Đại, cháu lên lớp trước đi." Hoa Thời Mạc không thể nói rõ tình hình thực tế, chỉ có thể tùy tiện lấy một cái cớ để đuổi cháu gái đi, đồng thời đẩy cháu gái ra khỏi văn phòng. Sau đó, ông ta nhìn sang mô hình người gần đó, hai mắt sáng bừng lên, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cửu chuyển hồi xuân châm. "Tô Thương, không biết cậu đã cho ông nội uống bùa mê thuốc lú gì, nhưng cứ đợi đó, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ không nương tay mà dạy dỗ lại cậu một phen." Hoa Thanh Đại nghiến răng nghiến lợi nói ra, sau đó liền đi. Ở một nơi khác, Vương Phú Quý kéo Tô Thương chạy thẳng tới chỗ nuôi chó. Không lâu sau đó, hai người liền đi đến Nam Giao. "Tô Đại Thiếu Gia, tất cả chó đều ở đây, đều là chó cảnh, không có sức chiến đấu gì cả." Vương Phú Quý giới thiệu: "Nhưng mà tôi có một con chó nhìn giống chó ngao Tây Tạng, cũng có thể gọi là thần chó phương Đông, đối mặt với chó Pitbull của Triệu Văn Bân. Có lẽ có sức đánh một trận, chúng ta mang chó ngao Tây Tạng này đi đấu nhé." "Chó ngao Tây Tạng to quá, không tiện để mang theo. Tôi đã chọn xong rồi, chính là con này." Vừa nói, Tô Thương vừa chỉ tay vào hướng 2 giờ. Vương Phú Quý tò mò nhìn qua, kết quả lập tức chết đứng người, khuôn mặt hiện lên vẻ đầy kinh ngạc. Tét đi sao?" Vương Phú Quý sững sờ, nuốt một ngụm nước miếng, bối rối hỏi: "Tô Đại Thiếu Gia, có phải là anh chỉ sai hướng rồi không?" "Không có." Tô Thương lắc đầu, khẽ cười: "Tôi chính là muốn dùng con tét đi đó, cậu ôm nó qua đây." "Ôm cái con khỉ?" Trong nháy mắt, Vương Phú Quý như muốn tăng huyết áp, hét lên: "Cái này là tét đi, chứ không phải là Tyson nhé. Cái con nhỏ xíu này còn không bằng con mèo lớn nữa. Đừng nói là con bít bung hung dữ, chỉ cần gặp con thỏ thôi, nó đã lo chạy trước rồi đó." Vương Phú Quý oán trách nói: "Không phải là tôi nói khoác, nhưng anh, để nó đấu với Triệu Văn Bân, thì cái đồ nhỏ xíu này mặc dù khá là loi nhoi, lanh lợi,
Nhưng mà khi đối mặt với chó lớn thì nó dám lên đấu hay không chứ? Tôi đã quyết định rồi, cậu đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Tô Thương nhìn Vương Phú Quý tràn đầy tự tin. Anh em tốt, hãy tin tôi đi. Vương Phú Quý thở dài một hơi bất lực. Thôi bỏ đi, không phải chỉ là 200 vạn thôi sao? Anh thấy vui là được rồi. Nói xong thì Vương Phú Quý sai người ôm cái chuồng chó tét đi đi. Tô Thương cười cười cũng không giải thích thêm nữa. Tiếp theo đó, hai người mang theo chó tét đi, trực tiếp đi tìm Triệu Vân Bân. Trên đường đi, Vương Phú Quý đang lái chiếc Maybach. Tô Thương ngồi ở ghế sau, trong lòng ôm con tét đi lông xù màu nâu. Lúc này con tét đi có hơi sợ người cho nên vô cùng ngoan ngoãn, nằm yên trong lòng Tô Thương không nhúc nhích. Nhóc con, mày may mắn lắm đó. Tô Thương nhếch mép cười rồi lập tức ngưng tụ một sợi linh khí chậm rãi truyền vào cơ thể con tét đi, vừa giúp nó đã thông kinh mạch, vừa giúp nó hấp thụ sợi linh khí này. Khoảng 10 phút sau, Tô Thương thu tay của mình lại, ngắm nhìn con tét đi. Bây giờ, đôi mắt của con tét đi bé nhỏ, tràn đầy vẻ kính sợ. Nó cà cà cái đầu vào cánh tay Tô Thương như đang muốn đòi thêm linh khí. Hôm nay biểu hiện cho tốt vào, nếu làm cho tao vui thì sẽ thưởng cho mày thêm một chút. Tô Thương thản nhiên nói. Wow, wow. Tét đi bé nhỏ nghe hiểu những lời Tô Thương nói, vui mừng kêu lên hai tiếng, sau đó lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Tô Thương. Tô đại thiếu gia, lúc nãy tôi tập trung lái xe, anh làm gì tét đi vậy? Khen nó là con chó tốt, còn nói nếu vui thì thưởng cho nó một chút, sao mà giống như anh đang nói chuyện với con gái vậy chứ? Vương Phú Quý đang nói thì đột nhiên trừng to mắt lên, nghi ngờ nói, mẹ kiếp, Tô đại thiếu gia, đừng nói ngay cả chó, anh cũng không tha nhé. Tô Thương đứng hình, vãi, Tô đại thiếu gia, em trai thực sự tâm phục khẩu phục anh rồi đó, vượt qua chủng tộc luôn rồi, anh so với Teddy đi còn Teddy đi hơn mà. Vương Phú Quý không phục nói, cái gì với cái gì chứ? Tô Thương đen cả cái trán lại. Nếu như không phải nghĩ tới cậu đang lái xe thì ông đây chắc chắn đã ném cậu ra ngoài rồi đó. Tô Thương nghiến răng nói đó. Ha, đùa thôi mà Tô đại thiếu gia, đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Vương Phú Quý vội vàng chuyển chủ đề. Đúng rồi, Tô đại thiếu gia, con Teddy này vẫn chưa có tên, anh chọn một cái tên đi. Hôm nay sau khi đấu xong, nếu như nó còn sống thì để cho anh nuôi nó vậy. Lông của nó màu nâu, còn là một con chó, nếu không thì gọi nó là Bạch Miêu đi. Tô Thương nghiêm túc nói, chó màu nâu mà gọi là Bạch Miêu sao? Vương Phú Quý thật sự muốn chửi bậy nhưng vẫn phải nịnh nọt. Cái tên hay đó, tôi là hiểu ra, anh thật sự là một người biết đặt tên mà, không phục cũng không được mà. Tô Thương chỉ lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại có nhiều điều suy nghĩ. Huyết Thiên Tiên Đế, tu luyện 8 vạn năm mới đột phá lên được cấp bậc Tiên Đế. Trong 5 tháng dài đằng đẵng này, anh không hề có người thân, không có người yêu, cũng không có bạn bè. Chỉ có một con mèo trắng bầu bạn với anh. Gió cuồn cuộn thổi trên bầu trời bao la, uống rượu nơi chốn hỗn độn thâm sâu. Con đường xưa cửu tử nhất sinh, cấm địa với nỗi sợ hãi khủng bố, cũng đều có Bạch Miêu ở bên cạnh anh. Nhưng mà lúc đi tìm cơ duyên ở địa ngục cửu U, Tô Thương biết sẽ vô cùng nguy hiểm cho nên không mang theo Bạch Miêu. Bản thân bị nhốt nhiều năm như vậy cũng không biết bây giờ Bạch Miêu như thế nào rồi. Mấy tên Tiên Đế ở tiên vực đó lại dám liên thủ hãm hại ta. Cứ đợi đó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta trở về giết sạch các ngươi, khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Suy nghĩ đến đây, Tô Thường chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Dựa vào thần hồn mạnh mẽ của anh thì ở mọi lúc mọi nơi đều có thể tu luyện được, không cần lo lắng sẽ bị cắt ngang. Trong cơ thể của Teddy bé nhỏ đang nằm trong lòng của anh có linh khí của Tô Thương, cho nên nó có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tô Thương. Càng phát hiện ra, nó càng cảm thấy kính sợ, không dám nhúc nhích động đậy. Nửa tiếng sau, chiếc Maybach màu đen dừng trước một tòa nhà đổ nát ít người lui tới. Tô Thương và Vương Phú Quý bước xuống xe. Triệu Văn Bân đi cùng hai đứa em trai đã đứng đợi ở đây khá lâu rồi. Trong tay anh ta còn đang dắt một con chó Pitbull, lông dài màu đen nhạt. Còn Pitbull này, chân cẳng dài, nhỏ, nhưng có thể thấy rõ các cơ bắp của nó. Sức tấn công thực sự khiến người ta phải kinh sợ. Tô đại thiếu gia, cậu coi như cũng đã tới, tôi sắp không chịu đợi chịu nổi nữa rồi. Triệu Văn Bân cười nói chào hỏi. Tô Thương nhìn Triệu Văn Bân nhẹ nhàng cười nói.
Sau này tôi đấu chó gấp như vậy chứ? Chắc chắn phải gấp rồi. Tôi nhị thiếu gia đã sắp xếp xong hết rồi. Tối nay tên phế vật nhà cậu chết là cái chắc. Không sớm đấu với cậu, cậu chết rồi thì tôi đi đâu tìm ra được tiểu thần tài như vậy chứ? Trong lòng Triệu Vân Vân liên tục cười nhạo, nhưng ngoài mặt lại nói: thì không phải hôm nay buồn chán xong mới người tới hẹn cậu đi đấu chó, giết thời gian một chút. Thì ra là như vậy. Tô Thương sắc sảo như thế nào, anh đã bắt gặp được một tia u ám trong mắt người kia, nhưng anh không nói ra điều đó mà lại nói: đấu chó cũng được, nhưng Triệu Vân Vân, cậu đừng lơ là chuyện xe ủ đất. Theo sát vụ liên hệ cho tôi, ông đây không muốn đi học dù chỉ một ngày đâu. Đương nhiên không có vấn đề, tôi lo hết rồi. Rạng sáng đêm nay 50 chiếc máy ủi tuyệt đối đến nơi đúng giờ. Triệu Vân Vân mỉm cười, sau đó ngắm nhìn bốn phía nghi ngờ nói: tôi đại thiếu gia, cậu không đem chó đến sao? Mang đến rồi, giấu trong áo của tôi. À, chó đấu là gì vậy? Còn có thể giấu trong áo sao? Triệu Vân Vân vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Không phải chó đấu, chỉ là một con chó bỏ đi mà thôi. Bạch Miêu, ra đi. Tô Thương mỉm cười, sau đó giơ áo lên. Một con tét đi liền nhảy vọt ra, thân hình nhỏ bé quấn dính dưới chân Tô Thương. Triệu Vân Vân và hai người em trai của anh ta sau khi nhìn thấy Bạch Miêu thì toàn bộ đều ngẩn cả người ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đứng hình hết mấy giây, Triệu Vân Vân mới hồi phục lại tinh thần, nghi ngờ nói: tôi đại thiếu gia, cậu tính dùng con tét đi này đấu với con Big Bung của tôi hay sao? Đúng vậy. Đây, tôi đại thiếu gia, cậu đang giỡn với tôi hay sao thế? Thật mà, lẽ nào không được sao? Được thì được đó, nhưng mà như vậy thì không công bằng. Một bên là chó đấu, một bên là phế vật, hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Tụi nó không cùng một cấp bậc. Vẻ mặt của Triệu Vân Vân vô cùng khinh thường, lập tức nói: cái này mà truyền ra giới đấu chó, mọi người sẽ nói tôi thắng mà không vẻ vang gì. Tôi cũng không muốn nhận mấy lời chỉ trích đó. Tôi đại thiếu gia, cậu đổi con khác đi. Không sao, dùng nó là được rồi. Cậu yên tâm đi, tôi tự nguyện, không ai dám nói xấu gì đâu. Tô Thương cam kết nói: cái này là do cậu nói ra đó nha. Thua rồi thì đừng có mà ăn quỵt. Vương đại thiếu gia, cậu phải làm chứng cho tôi đấy. Triệu Văn Bân nhìn sang Vương Phú Quý: được được được, tôi đại thiếu gia hôm nay không được bình thường, có lợi cho cậu rồi. Nhanh đấu đi, nhanh đấu nhanh kết thúc. Vương Phú Quý chán nản nói, đồng thời bắt đầu thúc giục: ha, vậy thì không vấn đề gì rồi. Trong lòng Triệu Văn Bân mừng rỡ như điên, sau đó lại nói: Tô đại thiếu gia, chúng ta nói về tiền đặt cược đi. Hôm qua tôi đưa cậu 200 vạn, 100 vạn dùng để thuê xe ủi, vậy thì chắc còn lại 100 vạn, chi bằng chúng ta cược 100 vạn nhé. 100 vạn sao? Cậu coi thường ai vậy hả? Ai ngờ Tô Thương lại khinh thường nói. Triệu Văn Bân lại càng vui vẻ hơn, anh ta biết rõ trận đấu mà anh ta chắc chắn thắng thì tiền cược càng đương nhiên nhiều càng tốt. Cho nên anh ta liền hỏi: vậy tôi đại thiếu gia, cậu muốn cược bao nhiêu tiền? Kết quả là Tô Thương hăng hái nói: đấu chó với tôi, không cần hỏi tôi cược bao nhiêu tiền. Cậu nói cậu có bao nhiêu thì là bấy nhiêu tiền. Cậu có bao nhiêu, tôi cược bấy nhiêu sao? Triệu Văn Văn nghe nói vậy thì nụ cười trên mặt không còn che giấu được nữa. Miệng anh ta cười sắp đến mang tai luôn rồi. Trời lớn thì tốt thôi. Chó Big Bung của tôi chắc chắn sẽ cắn chết con chó cưng Teddy của cậu. Lần này tôi phát tài rồi. Ha! Tôi đại thiếu gia đúng là phóng khoáng. Nếu đã như vậy thì tôi chơi với cậu tới cùng. Đặt một cái giá trên trời vậy. Triệu Văn Văn hưng phấn nói. Bây giờ thẻ của tôi ở đây có hơn 1.000 vạn. Cậu có thể đặt cược ngang bằng như vậy hay không? Nếu như cậu không thể lấy ra được số tiền bằng như vậy thì tôi không thể cược với cậu được. Tôi có một căn biệt thự ở ven sông, đấu với 1.000 vạn của cậu thì chắc không vấn đề gì chứ. Tô Thương thản nhiên nói, không vấn đề, đương nhiên là không vấn đề. Ha ha, tôi đại thiếu gia, vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Triệu Văn Văn mừng rỡ như điên, không kịp chờ để tháo dây xích con Pitbull. Đợi một chút. Lúc này Vương Phú Quý đột nhiên kéo tay Tô Thương, vội vàng nói, tôi đại thiếu gia, anh điên rồi sao? Cái biệt thự đó không phải là tài sản mẹ anh để lại cho anh sao? Lúc trước anh đã từng nói, trong căn biệt thự đó đều là ký ức của anh và bác gái. Có thể cược thua vợ của mình, chứ không thể cược thua căn biệt thự được. Bây giờ sao lại lấy căn biệt thự ra cược chứ? Vương Phú Quý khuyên nhủ, nhân lúc còn chưa bắt đầu, anh nhanh thu lại lời nói lúc nãy đi. Vương đại thiếu gia,
đây là cuộc cá cược của tôi và tôi đại thiếu gia, không có liên quan gì đến cậu. Cậu nhiều chuyện làm cái gì chứ? Triệu Bần Bần nhìn thấy như vậy liền dùng kế khích tướng, cười đùa nói lại. Lại nói, tôi đại thiếu gia của chúng ta đã nói là sẽ làm sao mà có thể vì lời nói của cậu mà thay đổi suy nghĩ được chứ? Phải không, tôi đại thiếu gia? Triệu Bần Bần cố ý nhìn sang Tô Thương. Trong lòng Tô Thương đang cười nhạo, nhưng ngoài mặt lại giả bộ như chần chừ một lát sau, sau đó nghiến răng nói, cậu nói đúng, tôi không đổi ý, cũng chỉ là một căn biệt thự thôi mà, thua thì thua thôi. Rộng rãi, đây mới là tôi đại thiếu gia mà tôi quen biết. Triệu Văn Bân dụ dỗ nói ra, tôi đại thiếu gia, hay à. Vương Phú Quý nhìn thấy Tô Thương đã quyết tâm thì cũng không khuyên nữa mà nói, Triệu Văn Bân, căn biệt thự bên sông kia của tôi đại thiếu gia trước mắt trên thị trường cũng có giá là 3.000 vạn, cậu chỉ có 1.000 vạn, hoàn toàn không cân bằng, cần phải cược thêm vào, thêm thì thêm. Triệu Văn Bân biết rõ các tài sản của Tô Thương, anh ta biết giá trị của căn biệt thự đó, cho nên trực tiếp nói, hôm nay tôi lái chiếc Bentley Mercedes đến đây, còn được độ qua nữa rồi, giá cũng khoảng 1.000 vạn. Còn nữa, trước đây tôi từng thắng tôi đại thiếu gia rất nhiều đồ cổ, đồng hồ hàng hiệu, đá quý các loại, tùm lum tùm la, cộng lại cũng hơn 1.000 vạn. Triệu Văn Bân mỉm cười nói, nếu như tôi đại thiếu gia thắng, thì có lẽ thể lái chiếc Bentley cao cấp đi, đồ cổ, đồng hồ hàng hiệu, đá quý đều trả về chủ cũ, như vậy được rồi chứ? Nghe thấy vậy, Vương Phú Quý mới gật gật đầu. Triệu Văn Bân đem ra đặt cược tất cả những thứ mà anh ta thắng được từ Tô Đại Thiếu Gia. Nếu như Tô Đại Thiếu Gia thắng thì trực tiếp chính là đã trở được mình. Nhưng mà Vương Phú Quý nhìn con Teddy không yên chân kia thì trong nháy mắt lắc đầu cười khổ. Teddy đấu với Pitbull sao? Thắng cái con khỉ mà. Tô Đại Thiếu Gia có thể bắt đầu được chưa? Lúc này Triệu Văn Bân không chờ được mà hỏi lại. Không vội. Tô Thương chỉ vào miếng ngọc bội trên cổ Triệu Văn Bân, nhẹ nhàng cười nói, miếng ngọc đó không tệ, tôi muốn nó, đặt thêm vào tiền cược đi. Ngọc bội sao? Triệu Văn Bân dừng lại một chút, nhưng sau đó lại nói, cái này là bạn của mẹ tôi tặng, tôi đã đeo nó từ nhỏ đến lớn, nhưng mà nếu như tôi đã thiếu gia thích thì thêm vào cũng không sao. Ừ, vậy được, bắt đầu đi. Tô Thương mỉm cười, ngay sau đó liền ngồi xổm nhìn xuống con chó Teddy. Bạch Miêu, bây giờ mày không phải là con chó bình thường nữa rồi. Đi đi, đánh bại con Pitbull kia đi. Ta sẽ thưởng cho mày thứ mày muốn. Wow wow! Teddy nghe hiểu lời của Tô Thương nói, kích động, gào lên hai tiếng. Ha ha, tôi đại thiếu gia, con chó cưng của cậu thật ranh lợi. Đợi lát nữa bị cắn bị thương thì cậu đừng có đau lòng nhé. Triệu Văn Bân phì cười nói ra, không đâu. Triệu Văn Bân cười nói, vậy được, tôi đại thiếu gia, chúng ta lùi ra phía sau đi. Ừ. Tiếp theo đó, Tô Thương và Triệu Văn Bân cùng lùi về phía sau mấy bước, quan sát hai con chó từ phía xa. Lúc này khoảng cách giữa Pitbull và Teddy chỉ có 3-4 mét, hai con đang sẵn sàng vồ vào nhau. Nhưng mà thân hình của con Teddy quá nhỏ, dường như một trận gió thôi cũng có thể thổi ngã nó. Nhưng mà con Pitbull thì tứ chi đều có sức mạnh, thân hình thật to lớn. Ngoài Tô Thương ra, tất cả mọi người đều nghĩ rằng phần thắng sẽ thuộc về con Pitbull. Pitbull tính cách hung hãn, không có sợ dây xích lại. Lúc này nó liền há to cái mồm đỏ ngầu ra, trực tiếp bổ nhào vào con Teddy với tốc độ cực nhanh. Wow wow! Ngay lúc này, con Teddy đột nhiên nổi khùng lên, gầm lên một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn con Pitbull. Tiếp theo đó là một cảnh tượng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mới đầu là con Pitbull hung hãn như vậy mà lại chạy trốn chết, sau đó lại thấp thỏm sợ hãi chạy trốn sau lưng Triệu Văn Bân. Những người đang có mặt toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm ra, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Pitbull, đây là sợ hãi rồi sao? Nó bị một con Teddy hù chạy sợ mất tiêu rồi sao? Mẹ kiếp, mày chạy về đây làm gì cái gì chứ? Tiến lên cắn nó đi chứ. Triệu Văn Bân sau khi phản ứng lại thì thẹn quá hóa giận la hét con Pitbull. Thế nhưng dù cho dù anh ta ra định như thế nào, con Pitbull cũng không chịu tiến lên nửa bước, thậm chí hai chân còn run như bị sốt rét vậy, cuối cùng sùi lơ trên mặt đất. Còn mẹ nó, ta đặt cược hết gia sản rồi mà mày lại mặc kệ tao sao? Còn mẹ nó chứ. Triệu Văn Bân không kìm được tức giận. Lúc này Tô Thương bình tĩnh nói, Triệu Văn Bân, cậu thua rồi, đưa tiền cược ra đi. Tôi đại thiếu gia, tôi không phục, chó của tôi có vấn đề rồi, trận này không tính. Triệu Văn Bân nghiến răng nói ra, không tính sao? Tô Thương nghe thấy vậy
trong mắt. Trong giây mắt, sắc mặt liền ngưng trọng lại, lạnh lùng nói: Triệu Văn Bân, ở Giang Bắc này, từ trước đến nay, không có ai dám ăn quyệt tiền cược của tôi Đại Thiếu Gia tôi. Hôm nay, nếu như cậu không đưa ra, thì tôi đi tìm cha của cậu. Tôi tin ông chủ Triệu sẽ lấy lại công đạo cho tôi. Đừng nói cho cha tôi biết. Vẻ mặt của Triệu Văn Bân vô cùng khó coi. Do dự vài giây, cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi, đem tiền chuyển qua cho Tô Thương. Vãi chưởng, Tô Đại Thiếu Gia, không ngờ anh lại thắng. Mẹ nó, tôi quá bất ngờ rồi. Vương Phú Quý ở bên cạnh nhìn thấy còn kích động hơn cả Tô Thương. Tét đi, dọa cho biết vung, sợ chạy rồi, ai mà dám tin chứ. Không hổ là Tô Đại Thiếu Gia, có mắt nhìn chó mà, bạch miêu lợi hại.